cháy ở căn hộ tầng 11 chung cư tại Hạ Long, người dân tháo chạy trong đêm. Cán bộ công an bị bắn trọng thương khi đang làm nhiệm vụ. Khởi tố vụ cán bộ văn phòng đăng ký đất đai gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy. Thanh niên chạy xe máy bốc đầu để câu view bị cảnh sát giao thông xử phạt. Cảnh sát giao thông đã được chia sẻ camera hành trình. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình, sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên tiếp những vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua và mới đây tiếp tục xảy ra một vụ hỏa hoạn tại căn hộ tầng 11 chung cư tại Hạ Long. Người dân sống tại đây đã hoảng loạn tháo chạy trong đêm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9, hệ thống hút mùi tại một căn hộ ở tầng 11 tòa nhà A chung cư BIM, đường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long bất ngờ bốc cháy. Theo các nhân chứng, khói từ vụ cháy đã lan ra hành lang của tầng 11 tòa A chung cư BIM. Khi nghe thấy tiếng chuông báo cháy của chung cư, nhiều người dân hốt hoảng chạy xuống tầng 1, thoát ra ngoài và báo lực lượng chức năng. Ngọn lửa được lực lượng phòng cháy chữa cháy dập tắt sau đó, theo báo cáo không có thiệt hại gì về người. Được biết, sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini Thương Tâm ở Hà Nội, Thành ủy Hạ Long đã ban hành công văn số 1994 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Theo đó, khẩn trương rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nhất là đối với các tòa nhà cao tầng, chung cư, khu dân cư, trụ sở cơ quan, trường học, trung tâm thương mại, chợ dân sinh, khu lán trại công nhân, khu nhà trọ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, karaoke, bar, pub, các khu đô thị, khu công nghiệp, các loại rừng, để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gắn trách nhiệm với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lơ là, chủ quan để xảy ra cháy nổ trong phạm vi quản lý. Hy vọng với những sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, vấn nạn cháy nổ sẽ phần nào giảm thiểu trong thời gian tới. Xin được chuyển sang những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Mới đây, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ nổ súng trong đêm ở Thanh Hóa khiến một cán bộ công an phường và hai người dân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tối ngày 18 tháng 9, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Hải Hòa, thành phố Nghi Sơn, Thanh Hóa, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ nổ súng trong đêm khiến một cán bộ công an phường và hai người dân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, tại tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa, một vụ mâu thuẫn xảy ra gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Lúc này, trưởng công an phường cùng một cán bộ xuống hiện trường để ngăn chặn và giải tán đám đông. Khi nhóm cán bộ tới hiện trường thì có nhiều phát súng bắn về phía đám đông, hậu quả khiến cho một cán bộ công an và hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, cán bộ công an phường bị thương tên D hiện đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Hai người khác bị thương cũng đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Vừa qua, dư luận xôn xao đoạn vụ việc một cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tông tử vong một phụ nữ, kéo lê phương tiện của nạn nhân để bỏ trốn. Mới đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án liên quan đến vụ án này. Tối ngày 18 tháng 9, một lãnh đạo công an thành phố Thanh Hóa thông tin liên quan đến vụ việc một cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này đã khởi tố vụ án. Vị lãnh đạo thông tin rõ, hiện mới khởi tố vụ án để điều tra vụ việc, chưa khởi tố bị can. Trước đó, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 13 tháng 9, chị NTH sinh năm 1981, trú huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đi xe đạp điện bị ô tô đi cùng chiều tông mạnh từ phía sau gây tử vong. Ô tô gây tai nạn do tài xế Lê Văn Thọ, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Hoàng Hóa điều khiển. Sau khi gây tai nạn, mặc cho chiếc xe đạp điện của nạn nhân mắc kẹt ở phía đầu xe, tài xế Thọ vẫn điều khiển ô tô bỏ chạy. Đến địa phận khu công nghiệp Tây Bắc Ga, tài xế Thọ bị người dân bắt lại, bàn giao cho cơ quan công an xử lý. Sau khi sự việc xảy ra, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa, có văn bản đề nghị các ngành, đơn vị, chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương, gây bức xúc dư luận. Mới đây, một đối tượng có hành vi chạy xe bốc đầu, buông hai tay rồi đăng lên mạng xã hội để câu view đã bị công an xử lý hành chính. Ngày 19 tháng 9, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính NTL, 17 tuổi, ngụ xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.
Ngoài ra, Công an thành phố Tân An đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính cha của L là chủ sở hữu của xe máy trên về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện. Theo đó, tổng số tiền phạt của hai cha con là 9,4 triệu đồng. Trước đó, L có hành vi điều khiển xe máy chạy ngược chiều với tốc độ nhanh trên cầu Bảo Định, thành phố Tân An. Sau đó, L đã bốc đầu xe phía trước lên cao để chạy một bánh sau. Ngoài ra, L còn thực hiện các động tác điều khiển xe máy trong tư thế đứng thẳng và buông cả hai tay. Chiếc xe máy của L điều khiển có dung tích xi lanh trên 50cc, trong khi đó L mới 17 tuổi. Những người qua đường nhìn thấy cảnh tượng này đều rất bức xúc. Hành vi của nam thiếu niên này không chỉ vi phạm pháp luật an toàn giao thông, mà còn coi thường sức khỏe, mạng sống của chính bản thân và những người đang tham gia giao thông khác. Phát hiện sự việc, công an đã tiến hành đưa L về trụ sở làm việc, đồng thời tạm giữ chiếc xe mà L điều khiển. Qua làm việc, L khai nhận rủ một người bạn lên cầu Bảo Định quay phim lại cảnh mình chạy xe bốc đầu, buông cả hai tay để mục đích đăng lên mạng xã hội nhằm câu like, câu view. Mới đây, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành truy xét nhóm người lái xe ô tô đi lấy trộm bình ắc quy rồi đâm thủng lốp xe của ít nhất 2 xe tải tại khu vực đường Nguyên Tử Lực, phường 8. Qua hình ảnh trích xuất từ camera, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 9. Vào thời điểm trên, một chiếc xe ô tô màu trắng xuất hiện và dừng cạnh hai chiếc xe ô tô tải loại 1,5 tấn và 1,9 tấn của công ty trách nhiệm hữu hạn HN đang đậu bên lề đường. Ông TMT, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn HN cho biết, hai chiếc xe trên của công ty buổi tối thường đậu gần văn phòng sau thời gian vận chuyển hàng hóa vào ban ngày. Ông TMT rất bất ngờ và lo lắng khi hai chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm bình ắc quy, sau đó còn đâm thủng lốp xe nên đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng địa phương. Ông TMT cũng cho hay, qua kiểm tra, có một xe bị đâm thủng lốp trước, một xe bị đâm thủng cả hai lốp trước và sau. Hiện Công an phường 8 cùng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Lạt đã có mặt ghi nhận hiện trường, trích xuất camera để truy tìm chiếc ô tô cũng như nhóm người lấy trộm bình ắc quy và đâm thủng lốp xe của doanh nghiệp nói trên. Ngày 18 tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Bộ đã giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông về việc cung cấp dữ liệu thiết bị giám sát hành trình camera xe ô tô kinh doanh vận tải. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải cho biết ngày 31 tháng 8 năm 2023, Bộ Công an có văn bản đề nghị cung cấp dữ liệu thiết bị giám sát hành trình camera lắp trên ô tô kinh doanh vận tải, văn bản số 3079 của Bộ Công an. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải ngày 8 tháng 9 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản số 10075 trả lời Bộ Công an. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất về chủ trương và giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông triển khai thực hiện chia sẻ dữ liệu về giám sát hành trình camera lắp trên ô tô kinh doanh vận tải trên hệ thống thông tin đang quản lý. Quý vị thân mến, nhà tù Hỏa Lò, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội là những địa chỉ đỏ lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử của Việt Nam. Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, các bảo tàng, khu di tích lịch sử đã trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên. Là một người trẻ đam mê các giá trị văn hóa truyền thống nước nhà, bạn Nguyễn Thị Thủy Linh cho biết, cách truyền tải thông tin sáng tạo chính là điểm nhấn giúp các bảo tàng di tích lịch sử thu hút được nhiều lượng khách tham quan hơn. Mình thấy hiện nay thì truyền thông của những cái bảo tàng hay là di tích lịch sử thì khá là mới, tiếp cận được với lại giới trẻ hiện nay. Không chỉ truyền tải kiến thức lịch sử theo cách khô khan mà còn thổi một luồng gió mới để giới trẻ có thể tiếp cận được với những cái kiến thức lịch sử đấy một cách sáng tạo nhất. Không thích những nơi ồn ào, đối với bạn Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh viên trường Đại học Lao động Xã hội cho biết, việc đến tham quan các bảo tàng mang lại cho Duyên những giây phút lắng đọng cùng những giá trị lịch sử truyền thống. Mình đến đây mình thấy không gian rất là bình yên, những tác phẩm tranh ở đây rất là đẹp và mình cảm thấy hiểu thêm về lịch sử văn hóa của Việt Nam, giúp mình bớt áp lực mệt mỏi sau những lần stress căng thẳng. Không chỉ vậy, thông qua việc tham quan các bảo tàng, triển lãm, nhiều học sinh, sinh viên đang dần ý thức được việc cần phải tiếp cận gần hơn những giá trị văn hóa nghệ thuật của nước nhà một cách sâu sắc. Từ đó hình thành ý thức bảo tồn, lan tỏa những giá trị cốt lõi của dân tộc. Thì đầu tiên là lòng biết ơn là được sống trong một cái thời bình, một đất nước Việt Nam nhìn bây giờ phát triển từ ngày từ ngày. Sau nữa là trách nhiệm của những người trẻ như mình. Đầu tiên là phải làm tốt cho bản thân mình trước đã, hiểu về cái lịch sử của mình trước. Thế sau đấy thì sẽ cố gắng vươn lên trong kinh tế, trong nhiều cái. Sao cho trong nhiều danh mục khác Việt Nam mình cũng được ở trên bản đồ thế giới. Khi mà tới đây mình thấy có rất nhiều du khách nước ngoài đến với bảo tàng của Việt Nam
khiến mình cảm thấy rất tự hào khi nghệ thuật Việt Nam đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của nước ngoài. Hiện nay, bằng cách truyền thông độc đáo, những địa điểm bảo tàng, di tích lịch sử tưởng chừng như khô khan đã đến gần hơn với các bạn trẻ. Từ đó, những giá trị về lịch sử, văn hóa sẽ ngày càng được bảo tồn và phát huy. Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những tin tức về tình hình thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định về xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9. Theo đó, trong khoảng thời gian dự báo, thời tiết cả ba miền không biến động. Khu vực Bắc Bộ từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, thời tiết nắng ráo, đêm và sáng sớm mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 23 tháng 9, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Để cập nhật tin tức an ninh trật tự nóng nhất, quý vị và các bạn hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh YouTube Báo Lao Động. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!